Các bạn đang nghe truyện bắt đầu nạp tiền 1 tỷ trên kênh TV Audio CV. Chương 52, Thoát thai hoán cốt. 10 năm lướt qua trong giây lát. Đinh, nhắc nhở ký chủ, thời gian tu luyện 10 năm chỉ còn lại 3 phút cuối cùng, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng tu luyện, có vô số thi thể yêu thú nằm ở đó, một phàm tựa như tu la bò ra từ địa ngục, đứng trên sàn đầy thi thể. Nghe tiếng hệ thống, một phàm đang đắm chìm trong chiến đấu giết chóc bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thoáng qua vô số thi thể yêu thú bốn phía rầm ngay sau đó vô số thi thể yêu thú đồng thời hóa thành ánh sáng biến mất không thấy bóng dáng mười năm tới rồi sao một phàm lẩm bẩm tự nói giống như đã cách một thế hệ hắn mở phòng tu luyện bế quan suốt mười năm hiện tại nghĩ lại thật đúng như là một giấc mộng không chân thật mười năm tu luyện khiến hắn thay đổi quá lớn đầu tiên là chiều cao từ một mét bảy lăm tăng lên một mét tám dáng người cân đối, khuôn mặt trưởng thành thêm một chút. Hơn nữa nhìn càng thêm góc cạnh rõ ràng, toàn thân tản ra một hơi thở khó diễn tả, như một tòa tháp không thể vượt qua. Mười năm khổ tu, một sớm lột xác, rốt cuộc thay da đổi thịt. Một phàm lầm bầm lầu bầu, khóe miệng cong lên. Hồi tưởng lại quá trình chính mình khổ tu mười năm trong phòng tu luyện, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên, Thanh đồng luyện thể thuật bởi vì có sự trợ giúp của tôi thể dịch là môn đầu tiên tu luyện tới tầng 10 viên mãn trong năm đầu, cuối cùng lại dùng 2 năm bước vào tầng thứ 20. Nhưng chính là ở chỗ này, không cách nào bước vào tầng thứ 21, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ tu luyện. Mấy năm kế tiếp, một phàm tiêu hao khoảng 5 năm, mới tu luyện thượng cổ luyện khí thuật đến tầng thức 10 cực hạn. Tu luyện hai hệ thống, tổng cộng tốn thời gian 8 năm hai năm còn lại một phàm không có tiếp tục tu luyện mà lựa chọn chiến đấu. Không sai, trong hai năm cuối này, một phàm sử dụng chức năng bồi luyện của phòng tu luyện, mô phỏng vô số đối thủ để chiến đấu. Trong đó có rất nhiều yêu thú, từng thấy trên TV, trên mạng hiện ra, hắn không ngừng chiến đấu mài dũa. Còn có các loại nhân vật, thậm chí một phàm đều cho 10 vị giám khảo kia hiện ra, hắn không ngừng khiêu chiến, rốt cuộc thấy rõ sự cường đại của những giám khảo đó đặc biệt là quan chủ khảo tra lý tư quả thực cường đại kinh người một phàm khiêu chiến nhiều lần đều thảm bại không một lần thắng lợi mười tên giám khảo trước sau đều đạt được một hai lần thắng lợi nhưng chỉ có mỗi tra lý tư là hắn đánh như thế nào cũng không đánh lại hoàn toàn bị ngược chuyện này làm cho một phàm có nhận thức sâu sắc đối với thực lực của tra lý tư hai năm cuối này một phàm vật lộn chém giết mà dũa ý thức cùng kỹ xảo chiến đấu của mình gần như tôi luyện kỹ xảo chiến đấu với tôi thể quyền cùng bác cực quyền tới mức độ xuất thần nhập hóa. Tu luyện cảnh giới là một chuyện, kỹ xảo chiến đấu lại là một chuyện khác. Lần tu luyện này, hai năm chiến đấu mài dũa đem lại cho một phàm thu hoạch lớn nhất, có thể nói cả người từ tinh khí thần, từ trong đến ngoài đều đạt được một lần lột xác. Hoàn toàn lột xác, làm một phàm giống như thay da đổi thịt. Mười năm tu luyện cùng mài dũa, khiến một phàm thay đổi thành một người khác, thành thục ổn định, cả người tản ra một khí phách khiến người ta kính sợ. Đây là khí độ, khí độ của một võ giả, một người tu chân. Một phàm song tu hai hệ, luyện thể thuật tầng 20, luyện khí thuật tầng 10, còn cảnh giới, luyện thể thuật tầng 20 tương đương với võ giả tiên thiên viên mãn, nửa bước tông sư, mà luyện khí thuật tầng 10, tương đương với tu chân cảnh giới tiên thiên luyện khí nhập thể tiểu thành. Ở trong thân thể hắn đang có một cổ luyện khí bàn bạc đang sôi trào mãnh liệt giống như sông lớn chảy xiết, chảy xuôi mỗi một ngõ ngách. Luyện khí của hắn bàn bạc cuồn cuộn, che kín toàn thân từ trên xuống dưới. Hệ thống, sao không thấy tiên thiên thiên cương khí của ta, chẳng lẽ một phàm bỗng nhiên hỏi. Khi hắn tu luyện luyện khí thuật đến tầng thứ 10, tiên thiên cương khí trong cơ thể tự dưng biến mất không thấy. Chỉ nghe hệ thống trả lời nói, khí chủ, tiên thiên cương khí của ngươi đã dung nhập vào luyện khí, vì hai mà một, do đồng tu hai hệ thống nên đã dung hợp nói cách khác hiện tại dù ký chủ thi triển võ kỹ hay pháp thuật tu chân đều có thể vận dụng luyện khí trong cơ thể quy lực so với trước đó chỉ có cường đại hơn hệ thống giải thích khiến một phàm hiểu ra quả nhiên như chính mình suy đoán tiên thiên cương khí dung hợp với luyện khí hình thành một lực lượng càng cường đại hơn là chuyện tốt thực lực hiện tại của ta cụ thể mạnh đến mức nào a à, một phàm lầm bầm lầu bầu sau đó phân phó nói hệ thống mô phỏng cho ta một cái máy đo lực ông chỉ thấy một luồng sáng hiện ra, trước mắt một phàm lập tức có một máy đo lực. Nhìn máy đo lực, một phàm hít sâu một hơi, trong cơ thể có một lực lượng bàn bạc bùng nổ, sức mạnh thân thể thuần túy tựa như lũ bất ngờ phát ra. Quanh, một quyền nện tới, máy đo ầm vang một tiếng, giống như bom nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Toàn bộ máy đo lực đầu tiên kịch liệt đông đưa, sau đó phát ra ánh sáng hồng chói mắt, bên trên hiện lên một số liệu đỏ tươi, không ngừng tăng cuối cùng dừng lại. Quyền lực 200 tấn, nhìn con số trước mắt, đôi mắt một phàm mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. 200 tấn, đây vẫn là lực lượng cơ thể thuần túy, không có vận dụng luyện khí trong cơ thể. Nếu vận dụng lực lượng luyện khí, nhất định càng thêm khủng bố dọa người. Nhưng máy đo lực chỉ có thể đo lực lượng thuần túy, không thể đo lường chính xác sức phá hoại khi có luyện khí cho nên một phàm không có thử dùng luyện khí trong cơ thể, cũng có thể căn cứ tình huống này phán đoán sức chiến đấu hiện tại của bản thân. Phòng ngự thân thể đau thương bất nhập, tựa như tinh cương, vô địch trong cảnh giới tiên thiên, còn tông sư, có thể đánh thắng một vài tông sư bình thường, không có vấn đề gì. Cho nên mới nói lần khổ tu 10 năm này một phàm thật sự thoát thai hoáng cốt, một bước lên trời. Rốt cuộc không cần khổ nữa rồi ha ha. Một phàm sảng khoái, cười to vài tiếng đối với kết quả sau khi khổ tu 10 năm, hắn tương đối hài lòng, không, phải là rất rất hài lòng. Đáng tiếc, chỉ có 10 năm, nếu lại tu luyện 100 năm, ta nhất định có thể treo toàn thế giới lên đánh A, một phàm giọng dạc nói, nếu truyền ra ngoài chắc chắn bị vô số người phun nước miếng dìm chết. Quá cuồng vọng. Đinh, thời gian tu luyện kết thúc, đang khoe khoang, chỉ nghe hệ thống nhắc nhở, một phàm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên đã biến mất khỏi phòng tu luyện lại nhìn một phàm đã về tới trong phòng nhìn sắc trời bên ngoài vừa mới tờ mờ sáng không khí ngoài rừng cây tươi mát hoa thơm chim hót còn khảo hạch ở trường học trước mắt hắn không có hứng thú đi xem hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đề cao thực lực miễn cho bị khi dễ khi tới thanh bắc cao giáo khảo hạch còn một ngày nữa liền kết thúc chúng ta đều là tiểu quái thú tiểu quái thú biết tu luyện mới vừa đi ra tiếng chuông di động từ túi một phàm truyền đến lấy di động ra nhìn, khiến một phàm ngoài ý muốn chính là võ cương, vị đội trưởng đội chấp pháp này đang gọi tới. "Võ đội, có chuyện gì sao? Nghe máy." Một phàm trực tiếp dò hỏi. Trong lòng hắn đang thắc mắc, sáng sớm cho gọi điện cho hắn, chẳng lẽ dò hỏi chuyện khảo hạch? "Một phàm, hiện tại ngươi rảnh sao? Tới đây một chuyến, ta có việc muốn nói với ngươi." Giọng điệu võ cương ngưng trọng, như xảy ra chuyện lớn gì đó, làm trong lòng một phàm có loại dự cảm không tốt được ta lập tức đến không nghĩ nhiều một phàm trực tiếp đáp ứng tắt điện thoại lập tức ra cửa thậm chí không kịp thay quần áo trực tiếp vội vàng rời đi trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ trong điện thoại nghe được giọng võ cương có chút không ổn chắc chắn xảy ra chuyện lớn không bao lâu một phàm liền tới tới trụ sở đội chấp pháp thứ ba của khu thứ tám võ đội ta tới nhưng hắn mới vừa vừa tiến đến liền cảm giác không khí không thích hợp lúc này trong chấp pháp đội có một sự u ám bao phủ từng người đau buồn đứng ở nơi đó không trên một tiếng trong lòng một phàm lột bột quả nhiên đã xảy ra chuyện tất cả nhân viên đều đến đông đủ mỗi người đứng ở nơi đó vẻ mặt đau buồn võ đội một phàm đi tới sắc mặt ngưng trọng có dự cảm không tốt thấy một phàm tới phần lớn người cũng không nhận thức hắn có vẻ hơi kinh ngạc nhưng có mấy người biết một phàm cho nên khi nhìn thấy hắn khẽ gật đầu võ cương gật đầu với một phàm mọi người không ai nói chuyện một phàm vừa tới gần nhìn thấy mọi người đang vây quanh một loạt hộp gỗ mỗi hộp đều in một tấm ảnh chụp hủ tro cốt nhìn đến những hộp này trong lòng một phàm lột bột thật sự có chuyện rồi hắn nhìn chung quanh không thấy lăng sa cùng vài tên đội viên lúc trước trong lòng trầm xuống đã suy đoán được gì đó ngay sau đó hắn thấy một hũ tro cốt trong đó có hình lăng sa trong lúc nhất thời sửng sốt võ đội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì này một phàm không nhận được mở miệng hỏi nghe một phàm dò hỏi võ cương im lặng một hồi mới thở dài một tiếng ai võ cương lắc đầu nói vốn là không muốn nói cho ngươi nhưng ngươi cũng coi như nửa thành viên đội chấp pháp nói cho ngươi cũng không sao lăng sa còn có tên đội viên đi bên ngoài khu quy hoạch chấp hành nhiệm vụ gặp bất trắc toàn bộ hy sinh lời vừa nói ra đồng tử một phàm đồng tử co chặt tim đập hơi dồn dập hắn vừa nhớ tới lần trước gọi điện thoại cho lăng sa không được cũng đã cảm thấy kỳ quái hiện tại nghe võ cương nói trong lòng đều khó tránh khỏi có chút mất mát hắn cùng lăng sa tuy rằng quen biết không lâu cũng coi như là nửa bằng hữu không nghĩ tới thế mà đã chết trong lòng ít nhiều có chút buồn nhìn hũ trao cố in hình lăng sa trước mắt nhớ tới bộ dạng không đáng tin của lăng sa bộ dạng lỗ mãn hấp tấp kia lần đầu gặp mặt liền đá nát cửa buồng vệ sinh của mình hiện tại hồi tưởng lại trong lòng khó tránh khỏi thổn thức không nghĩ tới chớp mắt người đã không còn nàng chết như thế nào một phàm im lặng một hồi mới mở miệng hỏi võ cương chần chờ cuối cùng vẫn thở dài nói là bị một đám yêu thú tập kích trong quá trình chạy trốn lại gặp phải kẻ thất lạc cuối cùng toàn bộ tiểu đội hy sinh chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu lập tức chạy đến chỉ tìm được một ít vụn thi thể, còn có trang bị của bọn họ đều ở trong này. nói đến chỗ này, vị võ cương tính cách trắng rõ này cũng không nghiện xúc động, đôi mắt hơi ướt, nước mắt từng dọc lăn dài. tổn thất một tiểu đội với hắn mà nói là sự đã kích rất lớn. một phàm nghe xong im lặng, yêu thú tập tiếp rất bình thường, nhưng hắn không biết kẻ bị lạc mà võ đội vừa nói là cái thứ gì. võ đội kẻ thất lạc là cái gì? một phàm có chút không hiểu hỏi. Võ Cương còn chưa kịp nói, một đội viên bên cạnh cố nén đau buồn mở miệng. "Để ta nói đi." Hắn lau nước mũi, rưng rưng nói, "Cái gọi là kẻ thất lạc, chỉ một ít nhân loại bị năng lượng dị chủng ăn mòn thần trí, hóa thành một đám con rối chỉ biết giết chóc. Bọn họ hơn phân nửa là một ít nhà thám hiểm, hoặc là một ít liệt yêu giả. Tóm lại, sau khi bị năng lượng dị chủng ăn mòn đã mất trí, hoàn toàn không phải nhân loại." Nghe đến đây, một phàm cuối cùng hiểu rõ trong lòng có cảm giác áp lực, rất không thoải mái. Nhìn những hũ tro cốt trước mắt, tám người, một tiểu đội hy sinh toàn bộ, hắn thấy trên hũ tro cốt của lăng sa có một đồ vật quen thuộc. Đó là chủy thủ lăng sa từng dùng, bị chặt đứt một đoạn, bên trên dính một vết máu đỏ, có mùi hôi tanh. Loại mùi vị tanh hôi này, như một loại máu thúi, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Võ đội, chẳng lẽ cao tầng khu thứ 8 không có phái người đi tiêu diệt những thứ mang đến sự uy hiếp này sao, một phàm Mỹ không ra mở miệng hỏi. Đám người võ cương vừa nghe đều lộ ra vẻ chua sót, một đám lắc đầu thở dài, không rõ là ý gì. Thấy một phàm có chút khó hiểu, võ cương mới, giải thích, bên trên tự nhiên có lực lượng đi tiêu diệt chúng nó, nhưng chung quy không có biện pháp giết sạch sẽ A hơn nữa, uy hiếp bên ngoài khu quy hoạch cũng không phải là uy hiếp lớn nhất, thật ra uy hiếp lớn nhất đến từ dị vực. Võ cương nói đến chỗ này dừng một chút, hắn nhìn một phàm, trên mặt lộ ra sự vui mừng chỉ nghe hắn nói ngươi sắp tiến vào thanh bắc cao giáo dù ta không nói ngươi cũng sẽ tiếp xúc với mấy thứ này cho nên liền không cần ta nhiều lời thật ra lần này gọi ngươi lại đây là có một chuyện quan trọng võ cương nói đến đây ngừng hạ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của một phàm hiển nhiên một phàm không biết hắn gọi lại đây làm gì im lặng một hồi võ cương đột nhiên mở miệng nói vừa rồi quan chủ khảo thanh bắc cao giáo tra lý tư gọi điện thoại cho ta Tin tức này là một phàm sửng sốt thật lâu, Tra Lý Tư gọi điện thoại cho hắn, chỉ nghe Võ Cương cười khổ nói, ta không nghĩ tới, Tra Lý Tư thế mà coi trọng ngươi như vậy, biết ngươi vào đội chấp pháp lập tức gọi cho ta. Hắn nói gì đó? Một phàm tò mò hỏi. Những người khác đều có biểu tình quái dị, nhìn về một phàm khiến toàn thân hắn không thoải mái. Chỉ nghe Võ Cương chậm rãi nói, hắn nói cho ta, ngươi đánh bại một vị giám khảo, thiên phú tiềm năng hơn người, là thiên tài trăm năm khó gặp con đường của ngươi không ở đội chấp pháp kêu ta không nên cột ngươi vào nơi này hả một phàm sửng sốt có chút cạn lời tra lý tư thế mà gọi điện cho võ cương nói thẳng muốn hắn thả người ý rất rõ ràng một phàm không thích hợp với đội chấp pháp võ cương lộ ra một nụ cười khổ tên kia vừa gọi tới liền giáo hứng một trận nói đến ta cứng miệng không trả lời được nói trắng ra là đội chấp pháp chúng ta chỉ là giữ gìn khu quy hoạch khu cùng an toàn trong khu hoạch thật sự không thích hợp với ngươi nói đến điểm này sắc mặt võ cương phức tạp nhìn một phàm từ trên xuống dưới càng xem càng hài lòng hắn cười nói cả đời ta chưa bao giờ nhìn lầm ngươi quả nhiên không giống người thường có thể được đến quan chủ khảo thanh bắt cao giáo tra lý tư khen ngợi như vậy tương lai của ngươi không thể lường được nói ta nghe ngươi thật sự đánh thắng một vị giám khảo sao võ cương vẫn có chút khó tin hỏi một phàm có chút xấu hổ dù sao không phải chuyện vẽ vang gì cả, nhưng lúc người ta có ám thương mới có cơ hội, cũng coi như không lên mà đánh bại đối phương. Cũng không tính đánh bại, chỉ là đối phương có ám thương, mới để ta chui chỗ trống. Một phàm cười khổ giải thích một câu. Đám người võ cương nhìn nhau, bị làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng mỗi một giám khảo thanh bắt cao giáo đều là cường giả cấp độ tiên thiên, một phàm nhỏ tuổi như thế này mà có thể đánh bại cao thủ tiên thiên, đủ để chấn động nhân tâm không quan tâm là dùng biện pháp gì tóm lại đánh bại chính là đánh bại người ta thừa nhận bị đánh bại chính là một sự thật không thể chối cãi tốt võ cương cười ha hả hắn trấn an nói ta không nhìn lầm người ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng thôi tra lý tư nói đúng nhân tài giống ngươi không nên bị mai một ở chỗ này đây là hồ sơ thân phận của ngươi bên trong còn có một chút đồ vật là ta cho ngươi lấy về xem đi con đường tương lai liền ở dưới chân ngươi đi thanh bắc không nên làm mất mặt khu thứ 8. Võ Cương lấy một túi tài liệu túi đưa qua, nghiêm túc nói. Một phàm tâm tư vừa động, tiếp nhận, bên trong đúng là hồ sơ của hắn, vốn là nộp vào đội chấp pháp. Nhưng hiện tại tra lý tư tự mình gọi điện thoại tới muốn người, Võ Cương cũng không có biện pháp, chỉ có thể thả người, cho một phàm tự mình tung cánh. Có lẽ thành tựu tương lai sẽ càng thêm chấn động, đối với khu thứ 8 thậm chí đối với nhân loại tới nói làm sao mà không phải là tăng thêm một phần lực lượng. Một phàm không hiểu những chuyện này, nhưng biết ý nghĩa trong đó, tra lý tư không muốn hắn bị trói buộc ở đội chấp pháp, cho nên tự mình đòi người. Hơn nữa, danh ngạch đề cử vẫn là mặt trên phát xuống, thanh bắc cao giáo mới là chỗ dừng chân kế tiếp của một phàm. Đa tạ võ đội Tâm tình một phàm có chút nặng nề, nghe được tin tức lăng xa tử vong, sắc mặt có chút u ám, có nhận thức rõ ràng hơn đối với sự nguy hiểm của khu vực chờ quy hoạch ngoài khu thứ 8. Lăng xa, lại chết đi như vậy. Ai, một phàm thang một tiếng nói, võ đội, ta đây đi trước. Nói xong hắn không trên một tiếng cầm tài liệu cáo biệt võ cương cùng các thành viên đội chấp pháp. Mọi người đều yên lặng nhìn một phàm rời đi, không có người nào nói thêm, rất nhiều người đều âm thầm đưa ra một lời chúc phúc. Tương lai nhân loại, Trung quy là dựa vào một thế hệ lại một thế hệ nhân tài trẻ tuổi, chúng ta đều già rồi. Võ cương nhìn bóng dáng một phàm rời đi, nhịn không được lẩm bẩm tự nói nói, mọi người chung quanh nghe xong đều im lặng. Đi trên đường phố trong khu thứ 8, nhìn cảnh tượng bốn phía, người đến người đi, đột nhiên có chút miên man. Với hắn mà nói, thế giới này chung quy vẫn xa lạ, từ nhỏ liền cảm giác không hợp với thế giới này, đây là một loại bệnh chung của người xuyên Việt. Nhớ tới chuyện lăng xa chết, tâm tình một phàm có chút phức tạp thế giới này tràn ngập nguy cơ không biết rõ khi nào sẽ chết một người khỏe mạnh chớp mắt đã chết trong lòng khó tránh khỏi thổn thức thế giới này chung quy cần dựa vào thực lực để nói chuyện trên đường một phàm dừng bước chân nhìn đám người bốn phía không ít người đều là người luyện võ thật ra điểm này đối với một phàm mà nói là cực kỳ tốt chỉ cần có thực lực cường đại dù ở thế giới nào cũng có địa vị cực cao một phàm yên lặng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo đi thanh bắc cao giáo học tập võ học tri thức tu chân pháp thuật càng cao thâm hơn càng quan trọng hơn là học được kỹ thuật luyện dược luyện khí từ đó nhờ hệ thống trợ giúp tăng cấp bậc sau đó luyện dược luyện khí kiếm lấy càng nhiều tiền tài tăng lên thực lực xem ra không có một nguồn thu nhập cố định thì không làm được chuyện gì một phàm lầm bầm lầu bầu nói trong lòng có quyết đoán hắn cần có nguồn tài chính cố định mới được nếu không căn bản không có biện pháp chống đỡ hắn không ngừng tăng lên. Không rõ tiểu tử một hiên này ra sao, nhưng chắc chắn trên người hắn có bí mật nào đó. Trong lòng một phàm bỗng nhiên nghĩ đến một người, là một hiên, đứa con riêng dẫm lên hắn thượng vị. Tiểu tử này có bí mật, nếu không không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên phất lên, nhất định giống như hắn, cũng có cơ duyên nào đó. Bất tri bất giác, một phàm về tới cổng trường. Một ca, một ca, chỗ này mới vừa trở lại cổng trường liền nghe thấy một tiếng gọi ầm ĩ một phàm ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một mập mạp hơn 200 trăm chạy chậm lại đúng là mập mạp thấy mập mạp này một phàm trợn trắng mắt cười mắng mập mạp nhìn thấy ngươi chắc không chuyện gì tốt nói đi tìm ta có chuyện gì mập mạp tới gần tươi cười, cười hề hề nói một ca nói cho ngươi một tin tức tốt bác cực quyền ta đã nhập môn nhìn bộ dáng vui vẻ của mập mạp một phàm câm nín cười thầm ta có nên nói cho ngươi biết ta đã tu luyện đến cứu cực hay không đây nhưng mập mạp trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện bát cực quyền đến nhập môn một phàm hơi kinh ngạc hắn thầm nghĩ thiên phú của mập mạp cũng không kém có lẽ có thể bồi dưỡng một chút dù gì hắn cũng là bằng hữu duy nhất trên thế giới này mập mạp chăm chỉ tu luyện tranh thủ xa năm khảo hạch vào thanh bắc ta ở nơi đó chờ ngươi một phàm trịnh trọng báo cho mập mạp biết hy vọng hắn có thể khảo hạch vào thanh bắc cao giáo đối với đề nghị này mập mạp rủ đầu cười khổ nói một ca ngươi đừng mỉa mai ta ta như vậy còn có thể khảo hạch vào thanh bắc sao đừng nói đùa ta có thể đi vào cao trung tu chân bình thường là vui rồi mập mạp lại cười nói còn không có chúc mừng một ca khảo nhập thanh bắc cao giáo từ đây một bước lên trời tương lai cần phải che chở huynh đệ a yên tâm có phần ngươi một phàm lắc đầu bật cười vỗ vỗ vai mập mạp hắn nói lời thấm thía mập mạp, ngươi phải tranh đua a, à, ta ở thanh bắc chờ ngươi. Nếu xa năm không vào được, liền lưu bang, Năm tiếp theo lại khảo hạch, thẳng đến lúc ngươi vào được thanh bắc mới thôi. Nghe hiểu không? Một phàm im khách trừng hắn, làm vốn dĩ không thèm để ý, vẻ mặt mập mạp tức khách nghiêm lại. Biết một phàm nói sự thật, nếu dám từ chối, chắc chắn không thể thiếu vài cú đá a à, nghĩ vậy. Mập mạp cười khổ nói, một ca, ngươi đang làm khó ta a, à, được thôi, nghe một ca cuối cùng mập mạp vẫn là đồng ý đề nghị của một phàm cười khổ trong lòng nhưng vẫn biết một phàm vì muốn tốt cho hắn đúng rồi mập mạp tôi thể quyền cùng bác cực quyền ngươi cần phải nghĩ cách lĩnh ngộ đến cứu cực có lợi ích thật lớn đối với tương lai của ngươi cuối cùng một phàm bắt đầu chỉ điểm mập mạp hai người vừa đi vừa giảng bài hắn giảng giải ý nghĩ tinh túy của tôi thể quyền cùng bác cực quyền cho mập mạp lần giảng giải này làm mập mạp rộng mở thông suốt lĩnh ngộ hai loại quyền pháp, có lý giải mới. Dù sao một phàm đã tu luyện tới lĩnh vực cứu cực, chỉ điểm mập mạp dư giả, hoàn toàn chính là như thể hồ quán đỉnh, giúp mập mạp có nhiều lý giải cùng thu hoạch. Mập mạp, ngươi ở cửa chờ ta có phải có việc gì hay không? Một phàm ngay sau đó nhớ tới chuyện này. Mập mạp vừa nghe lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính. Một ca, sơ tam đã có bốn tên thông qua khảo hạch ban đầu, người bên ngoài tới cũng có ba tên thông qua khảo hạch chuẩn bị tiến hành khảo hạch tiếp theo mập mạp nói ra tin tức này nhị trung sơ tam có bốn người thông qua khảo hạch bên ngoài có ba người trong đó một người đúng là vị được gọi là thiên tài nhà nghèo triệu tuyên kia hắn thông qua khảo hạch là chuyện rất bình thường hai tên khác thì một phàm không quen biết nghe mập mạp nói hai người này là một nam một nữ hình như còn đi cùng nhau trừ triệu tuyên còn có một người tên lữ nguyên cùng với một cô nàng tên Hà Dĩnh, hai người đều có tu vi tôi thể viên mãn, đã trải qua 10 lần linh khí tôi thể, rất cường đại. Mập mạp liên tiếp giới thiệu, giải thích tin tức mình biết. Một phàm nghe xong như suy tư gì đó, gật gật đầu hỏi, vậy mấy người sơ tam thông qua khảo hạch, là những ai, kia còn phải nói, đương nhiên là bốn tên xếp hạng đầu, mấy tên xếp hạng đằng sau đều rơi đài, không thể thông qua khảo hạch. Mập mạp nói đến chỗ này liền lắc đầu, hắn nói ngươi còn nhớ rõ tên xếp đệ nhất đường sáng kia sao hắn giống ngươi nói muốn đánh bại giám khảo kết quả bị đánh thảm một phàm nghe xong rất là kinh ngạc đường sáng tên kia cũng muốn đánh bại giám khảo lấy tự tin từ đâu không rõ hắn học được một loại võ học cao thâm từ nơi nào đột nhiên bùng nổ giám khảo đều bị đã thương nhưng bởi vì phản vệ nên bị đánh rất thảm cái loại võ học này hình như phản vệ rất lớn mập mạp nói như có chuyện lạ một phàm thì suy đoán hẳn là võ học cường đại nào đó, cái loại giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, có khiếm khuyết rất lớn. Còn có ai? Một phàm nhẹ giọng hỏi. Mập mạp vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể ngừng lại, hai mắt trợn tròn nhìn phía trước. Mập mạp ngươi bị sao? Một phàm kinh ngạc. Chỉ thấy hai mắt mập mạp trợn tròn, hình như thấy chuyện gì đó làm hắn phẫn nộ, cái trán đỏ lên, gân xanh nổi đầy. Khốn nạn mập mạp bóp chặt tay, nhìn rất phẫn nộ. Một phàm nhíu mày, nhìn theo ánh mắt hắn, vừa lúc thấy một nam một nữ đang từ khu dạy học đi đến. Hai người vừa nói vừa cười, hơn nữa biểu hiện cực kỳ thân mật, tay nắm tay như một đôi tình nhân mới từ trong ký túc xá đi ra, trông dáng vẻ là vừa mới làm chuyện tốt. Một phàm lắc đầu, hai người kia hắn biết, đều cùng ban với mập mạp, mà cô gái kia đúng là người mập mạp thầm thích. Nhìn thấu điều này một phàm lập tức hiểu hắn cười nói mập mạp muốn ta thay ngươi đánh chết tiểu tử kia hay không nghe thế mập mạp lập tức bừng tỉnh nhìn nhìn hai người đã đến gần kia nhẹ nhàng lắc lắc đầu một ca không cần loại nữ nhân này ta không cần buổi sáng còn nhận lời đi ăn tối với ta đảo mắt liền đi theo tiểu tử kia nói xong vẻ mặt mập, mập mạp lạnh ngắt mập mạp chăm chỉ tu luyện chờ ngươi có thực lực cường đại còn buồn rầu vì không có nữ nhân sao, một phàm nhẹ nhàng vỗ vai mập mạp an ủi một câu, nói lời thật lòng. Thế giới này, ngươi có thực lực, còn lo không có nữ nhân, cho không cũng có một đống. Một ca, ta hiểu. Mập mạp thay đổi, cả người đều trở nên khác hẳn, tóm lại, một phàm cảm thấy đây là chuyện tốt, có lẽ từ lúc này trở đi, mập mạp sẽ càng nỗ lực tu luyện. Đúng rồi một ca, vừa rồi đồng tâm tìm ta, hẹn ngươi buổi tối gặp nhau ở núi sau trường học. mật mạp mang vẻ mặt cổ quái nhìn một phàm nói, tin tức bất ngờ làm một phàm hoàn toàn sửng sốt. đồng tâm, ngươi nói nàng hẹn ta buổi tối đến sau trường, một phàm khiếp sợ hỏi, ngơ ngác hỏi có phải hay không? mật mạp gật đầu thật mạnh, cười hề hề nói, một ca, cố lên nha, đồng tâm chính là nữ thần thiên tài của nhị trung chúng ta a, à, cố cái đầu ngươi, ta với nàng không có bất luận kỳ liên quan gì. Một phàm cười mắng một tiếng Đồng tâm là một trong những thiên tài nhị trung Ở trong trường học xếp hạng thứ hai Không phân cao thấp với đường sáng Nhưng một phàm thắc mắc chính mình cùng đối phương Không có một chút quan hệ gì Thậm chí chưa từng nói một câu với nhau Trước kia một phàm chính là trò cười trong trường học Hai người hoàn toàn không qua lại Hiện tại đột nhiên nghe đối phương hẹn mình buổi tối gặp nhau Thật sự là quỷ dị A, một ca Nữ thần chủ động hẹn ngươi Cơ hội khó có được nha mập mạp cười hì hì hỏi một phàm trợn trắng mắt cười mắng đầu óc động kinh sao đột nhiên hẹn ta buổi tối đến sau núi chỗ này chắc chắn có vấn đề ngốc mới đi ta không rảnh đi gặp nàng đi thôi đi xem khảo hạch hôm nay có ai thông qua một phàm nói xong đi hướng luyện võ trường hôm nay là ngày cuối cùng khảo hạch không biết có mấy tên có thể thông qua lúc chiều tối kết thúc một ngày khảo hạch cuối cùng cả ngày hôm nay có không ít người khảo hạch nhưng lại không có một ai thông qua không thể không nói khảo hạch của thanh bắc cao giáo thật sự không dễ dàng đây mới chỉ là khảo hạch bước đầu thôi còn có các khảo hạch khác trong trường học không ít người mang vẻ mặt thất hồn lạc phách không thông qua khảo hạch tâm tình tự nhiên không thể tốt được tuy rằng không đậu thanh bắc cao giáo nhưng các cao giáo tu chân khác vẫn được hơn nữa khảo hạch không nghiêm khắc như vậy toàn bộ nhị trung thông qua khảo hạch ban đầu là bốn người xếp hạng tốt, bốn sơ tam, đường sáng, đồng tâm, còn có xếp hạng thứ ba, thứ tư Ngô Thiếu Minh, Lưu Vĩnh. Còn những người tới từ bên ngoài chỉ có ba người Triệu Tuyên, Lữ Nguyên, Hà Dĩnh thông qua khảo hạch. Điều này làm cho rất nhiều người cảm giác thanh bắc cao giáo thật sự quá khó khăn. Một ca, tính luôn cả ngươi chỉ có 8 người thông qua khảo hạch, quá khó, sang năm ta chắc chắn là không có hy vọng rồi nhìn khảo hạch cả ngày nay, trong lòng mập mạp chịu đủ đã kích. Toàn bộ nhị trung chỉ 5 người thông qua bao gồm cả một phàm, bên ngoài 3 người, tổng cộng chỉ 8 người thông qua khảo hạch ban đầu. Kế tiếp còn có các khảo hạch khác, nói không chừng có thể bị đào thải tiếp, tóm lại, muốn tiến vào thanh bắc cao giáo không phải dễ dàng như vậy. Yên tâm, chăm chỉ tu luyện là được, chuyện sau này ai có thể nói chính xác, một phàm trấn an vài câu, mập mạp có chút bất đắc dĩ, không có lòng tin. Hơn nữa, đây chỉ là nhị trung khảo hạch, ta suy đoán khảo hạch ở các trường học khác có không ít người thông qua. Như trường nhất trung nơi một hiên học, không biết gia hỏa này có tham gia khảo hạch hay không, gần đây không biết tiểu tử này đang làm gì. Hai người thẳng đến nhà ăn, đầu tiên là ăn một bữa cơm. Một ca, ta đây đi về trước. Ăn uống no đủ, mập mạp tạm biệt một phàm, một mình trở về ký túc xá. Còn lại mình một phàm bước chậm nơi vườn trường mấy đồng học đi ngang đều bàn luận về khảo hạch chiêu sinh của thanh bắc hai ngày nay không ít người hưng phấn nghị luận nhưng càng có nhiều người nói về một phàm một phàm vốn chính là trò cười của nhị trung nhưng hiện tại đột nhiên một tiếng hóc kinh người có thể nói là một trận chiến thành danh toàn bộ trường học trên dưới đều đang nói về hắn cả hiệu trưởng mới cũng buồn bực không nghĩ ra một phàm vì sao có loại bản lĩnh này chẳng lẽ những biểu hiện lúc trước đều là giả vờ sao màn đêm dần dần buông xuống vườn trường dần dần ít người một phàm đi đi bước chân chật dừng nghĩ tới lời nói vừa rồi của mập mạp vì sao đồng tâm hẹn ta ra núi sau trường học một phàm đứng yên trên đường trong lòng đang suy tư vấn đề này đối với đồng tâm thật ra hắn không biết nhiều lắm thậm chí hai người chưa từng tiếp xúc vì sao đột nhiên hẹn hắn đi sau núi chuyện này thật kỳ quái đồng tâm này đang tính toán điều gì một phàm nghĩ không ra đơn giản là không nghĩ nữa dù sao không định đi quan tâm làm gì vô duyên vô cớ đột nhiên chạy tới hẹn mình, một phàm lại không phải thằng ngốc, tự nhiên sẽ không tới chỗ hẹn. Cho nên một phàm trực tiếp ra khỏi vườn trường. Đêm, dần dần đen hơn. Ở ngọn núi sau trường học sau, có một mảnh đất trống, nơi đó thường có người luyện võ. Lúc này, trên đất trống có một người đang đứng, nhìn từ sau lưng, dáng người cao gầy, lồi lõm quyến rũ, từ phía sau nhìn tới hoàng là đường công. Nàng chính là xếp hạng thứ hai trong nghị trung, Đồng Tâm, một nữ sinh có thực lực cường đại, hơn nữa còn xinh đẹp gợi cảm. Đồng Tâm mặc một bộ trang phục huấn luyện, tôn lên thân hình thức tha của nàng. Trong bóng đêm mờ ảo, có vẻ rất mê người. Nhưng nơi này chỉ có mình nàng, tự nhiên không ai thưởng thức phong cảnh khó có được này. Đồng Tâm đợi hơn một giờ, vẫn không thấy người mình chờ xuất hiện. Thế mà không tới. Đồng Tâm nhìn lướt qua bốn phía, hơi chao mày. Đợi thật lâu không thấy một phàm xuất hiện trong lòng đồng tâm bỗng nhiên trào ra một chút bất mãn chính mình chủ động mời đối phương thế mà không tới một phàm dám để ta leo cây lại đợi thêm nửa giờ đồng tâm rốt cuộc tin tưởng một phàm sẽ không tới trong lòng tức khắc nổ tung chính mình hẹn một người chưa bao giờ gặp được loại tình huống này vốn tưởng rằng một phàm sẽ đến không nghĩ tới sự đã kích đến quá nhanh quá đột ngột trong lòng tức giận thầm nói ngươi chờ đó đừng để ta tóm được ngươi nhất định cho ngươi đẹp mặt phanh nói xong đồng tâm vỗ một chưởng vào cây to bên cạnh cây to phải hai người ôm mới hết lập tức nổ thành mảnh vụn nàng thở phì phò rời đi toàn bộ rừng cây im ắng khôi phục yên tĩnh tường hòa vèo nàng rời đi không bao lâu một bóng đen lặng yên hiện lên nhìn đồng tâm thở phì phò rời đi đồng tâm vì sao ngươi phải tìm hắn bóng người lẩm bẩm tự nói nhìn bóng dáng đồng tâm vị học sinh thiên tài nhị trung này thật sự tới sau trường học hơn nữa xem tình huống là chờ đợi một phàm chỉ tiếc một phàm trực tiếp bỏ qua căn bản không quan tâm dù sao cũng không rõ đối phương đang làm trò gì đồng tâm a à đồng tâm ngươi quá ngây thơ rồi thật sự cho rằng hắn có thể giúp ngươi sao người này đi ra khỏi rừng cây đã trông thấy được khuôn mặt hắn thế mà là thiên tài xếp hạng nhất nhị trung đường sáng trên đời này nếu có người có thể giúp ngươi Chính là ta, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ tìm đến ta." Hắn nhìn phương hướng Đồng Tâm rời đi, khóe miệng cong lên. Nói xong hắn xoay người ẩn vào trong rừng cây, chớp mắt biến mất không thấy. Rừng cây nhỏ lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, không có người nào biết vừa rồi Đồng Tâm cùng Đường Sáng đều tới nơi này. Một phàm càng không biết, Đồng Tâm vì sao đột nhiên hẹn mình tới chỗ này, dù sao đã cảm thấy trong đó có vấn đề tự nhiên sẽ không tới. Bên kia một phàm về tới biệt thự mới vừa về tới di động liền vang lên lâm lão sư một phàm nghe điện thoại có chút kinh ngạc người gọi điện thoại tới chính là lâm cảnh phong rất ngoài ý muốn một phàm vốn muốn tiến hành huấn luyện đặc thù cho ngươi nhưng hiện tại xem ra đã không cần đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng lâm cảnh phong trong giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm giống như được giải thoát một phàm nghe mà đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng chuyện tốt thì mình cảm ơn lâm lão sư ta còn phải đa tạ ngươi đã cho ta tôi thể dịch có tác dụng rất lớn đối với ta không cần đa tạ chỉ cần ngươi tu luyện có thành tựu là lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với ta rồi lâm cảnh phong nói đúng rồi nếu ngươi thông qua khảo hạch ngày mai sẽ khởi hành đi thanh bắc cao giáo tự chuẩn bị sẵn sàng ta không thể đi cùng ngươi chúng ta gặp lại ở thanh bắc đô đô, nói xong, Lâm Cảnh Phong trực tiếp tắt điện thoại. Một phàm gãi gãi đầu, có chút không rõ, vị Lâm lão sư này quan tâm hắn đối vượt mức bình thường, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, ngồi trên sofa, một phàm cầm lấy túi tài liệu mà Võ Cương đã đưa cho hắn, mở ra. Bên trong có tư liệu cá nhân của một phàm, ngày mai phải nộp cho tra lý tư. Hả, mới vừa lấy ra, một phàm liền kinh ngạc phát hiện, bên trong không chỉ có tư liệu của hắn còn có một quyển sách quân thể trạng đấu thuật hai mắt một phàm trừng lớn nhìn quyển sách này trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lời võ cương nói trước đó hắn nói có đồ vật cho mình vốn không để ý hiện tại vừa thấy thứ này liền rõ rồi chính là võ cương cho hắn quyển quân thể trạng đấu thuật này a à, quân thể trạng đấu thuật chính là một loại võ học chiến đấu cực kỳ cao thâm chỉ có nhân tài đội chấp pháp hoặc là nhân tài trong quân đội mới có thể tu luyện không nghĩ tới Võ Cương lại cho hắn một quyển quân thể trạng đấu thuật. Thôi, về sau trả lại ân tình này. Tâm tình một phàm có chút phức tạp, mình còn chưa có lập công đây, liền cầm chỗ tốt rồi, chung quy là một phần nhân tình, về sau lại nghĩ cách trả lại là được. Vứt đi tạp niệm, một phàm mở quân thể trạng đấu thuật ra, bắt đầu cẩn thận nghiêm túc quan sát. Quân thể trạng đấu thuật là võ học chiến đấu cao cấp mà quân đội khu thứ 8 khai phá ra, chuyên môn dành cho chiến đấu chém giết. Có thể nói, quân thể trạng đấu thuật chính là sát thuật trong chiến trường, vì chiến đấu mà tồn tại, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa lực sát thương cường đại. Quân thể trạng đấu thuật thật lợi hại. Một phàm chỉ đọc thô sơ giảng lược liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán liên tục, so với bác cực quyền càng cao cấp hơn, nếu nói tôi thể quyền là quyền pháp cơ sở, bác cực quyền là quyền pháp trung cấp thì quân thể trạng đấu thuật chính là võ học cao cấp. Thuật đấu vật cao cấp này chú trọng cách chiến đấu, lực sát thương kinh người. Một phàm không ngừng đọc, không ngừng lĩnh hội tinh túy, bắt đầu tìm hiểu cách tu luyện. Sau khi nhìn ra một ít ảo diệu, một phàm lập tức đứng dậy đi ra sau biệt thự, bắt diễn luyện từng chiêu từng thức. Ô, sau biệt thự truyền đến phá tiếng gió, có bóng người tung bay, đôi tay chuyển động mang theo từng đợt kình phong, bụi đất bốc lên, cuốn lá cây bay đầy trời rơi rơi bốn phía. Một phàm ở đây diễn luyện quân thể trạng đấu thuật, ngay từ đầu còn thấy mới lạ, nhưng rất nhanh liền thuần thục nắm giữ các kỹ xảo. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo một loại sát phạt chi ý lạnh thấu xương, tự nhiên dung nhập vào quyền thế, quyền ý, thậm chí chậm rãi diễn biến thành một thứ gì đó khác. Sát ý, bộ đấu thuật này ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương. Một phàm diễn luyện rồi dần dần đắm chìm trong đó, cả người như dung nhập vào bên trong, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo nhuệ khí cùng sát khí kinh người. Phanh 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 rất mau trong không khí truyền đến từng tiếng nổ vang, nắm tay một phàm tung ra, chưởng vỗ vào không khí, phía phạm vi ba thước quanh thân hình thành một lốc xoáy. Lá cây, các bụi, vô số cành khô bị cuốn lên, hình thành một hình ảnh kỳ quái, giống như một vòng tường khí. Nếu có cao thủ ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra một phàm sắp ngưng tụ tường khí ba thước của bản thân tường khí ba thước, dung hợp quyền ý, đao thương bất nhập, đạn pháo cũng nổ không nát. Đó là một dấu hiệu của tông sư, chỉ có khi bước vào cảnh giới tông sư, ngưng tụ tường khí ba thước, mới thật sự trở thành tông sư một thế hệ. Lấy tu vi tiên thiên đỉnh phong hiện tại của hắn, lĩnh ngộ tương đối đơn giản, tu luyện gần 10 phút liền thành công nhập môn. Sau khi quân thể trạng đấu thuật nhập môn, một phàm phát giác sự lĩnh ngộ của bản thân lại ở một cấp độ khác, những lý giải trước đó chỉ là gia lông. Hiện tại càng hiểu sâu hơn, chỉ là loại cảm giác kỳ diệu này nhanh biến mất, khiến hắn buồn bã mất mát. Kỳ quái, trạng thái vừa rồi rất kỳ diệu, như toàn thân toàn tâm đều đầu nhập trong đó, không hề có tạp niệm, giống như ở góc nhìn của Thượng Đế, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất của mình. Một phàm ngừng lại, khí xoáy quanh thân nhanh chóng tan rã, vô số các bụi, lá cây rơi rụng đầy đất. Hắn đứng ở nơi đó yên lặng lĩnh ngộ, hồi tưởng tất cả vừa mới trải qua, cảm giác rất kỳ diệu, như tiến vào cảnh giới kỳ quái nào đó. Hệ thống, vừa rồi là chuyện như thế nào? một phàm suy nghĩ rồi dò hỏi hệ thống chỉ nghe hệ thống trả lời ký chủ ngươi vừa mới tiến vào cảnh giới ngộ đạo trong truyền thiết thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất ngộ đạo một phàm bừng tỉnh đã hiểu được chuyện gì nhưng rất mau liền ảo não ngộ đạo khó có được có thể giữ lâu một chút thì tốt rồi như vậy có thể tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện thậm chí trực tiếp tu luyện đến đỉnh ký chủ không cần nhục chí chỉ cần ngươi không ngừng nạp tiền mở ra công năng giai đoạn thứ hai của hệ thống liền có cơ hội ngộ đạo. lời hệ thống nói làm hai mắt một phàm tỏa ánh sáng vui mừng. không nghĩ tới hệ thống còn có công năng này rất ngoài ý muốn a à, nhưng ngẫm lại cũng đúng hệ thống có năng lực này nhưng chắc chắn giá cả không nhỏ nói không chừng một lần ngộ đạo sẽ hố rất rất nhiều tiền. một phàm cười khổ lắc đầu hỏi hệ thống quân thể trạng đấu thuật tăng lên tới tiểu thành cần bao nhiêu quân thể trạng đấu thuật nhập môn 10 vạn, tiểu thành 100 vạn, đại thành 1.000 vạn, viên mãn 1 tỷ, cứ cực 10 tỷ. Nhìn giá cả hệ thống liệt kê ra, hai mắt một phàm trợn tròn. Hệ thống, ngươi quá đen. Một phàm hết chỗ nói rồi, thiếu chút nữa mắng chửi. Tiểu thành tự liền cần 100 vạn, đại thành 1.000 vạn, viên mãn 1 tỷ, cứ cực 10 tỷ, điều này làm cho một phàm có chút đau lòng. Thiệt thòi, thiệt thòi một phàm ảo não như khóc tan hắn nhớ tới chính mình đã dùng hết một tấm thẻ cứu cực cuối cùng hiện tại nhớ tới thật sự tiếc gần chết nếu để đến bây giờ mới dùng tốt biết mấy a à, lãng phí một tấm thẻ cứu cực mặt một phàm như đưa đám nói hệ thống ta phát hiện tự tu luyện còn có lời một chút hệ thống ngươi quá hố người sớm hay muộn ta cũng bị ngươi hố chết xin ký chủ tự trọng bổn hệ thống không tồn tại bất kỳ hành vi hố người nào Hệ thống máy móc sửa lời một phàm, lần nữa nhấn mạnh không tồn tại hành vi hố người, nhưng một phàm luôn cảm thấy chính mình bị hố. Ngươi nhìn xem, ta tu luyện 10 năm, tăng luyện thể thuật lên tới tầng 20, tốn bao nhiêu tiền? Một phàm trực tiếp phản bác. Nhưng hệ thống trực tiếp trả lời, ký chủ quên mất, ngươi dùng chính là thẻ tu luyện 10 năm của hệ thống, còn có phòng tu luyện năng lượng vô tận, sẽ không đói khác, sẽ không tử vong. Lời vừa nói ra, một phàm tức khắc tắt lửa, không lời nào để nói. Thật đúng như hệ thống nói, không có vài thứ kia, một phàm muốn dùng 10 năm tu luyện đến cấp bậc này thật sự rất khó. Có lẽ, đúng như hệ thống nói, nó không có hành vi hố người, chỉ là một phàm tự thấy thiệt thòi, thật ra ở bên ngoài dù cho ngươi một ngàn, một trăm triệu, không nhất định có thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa đừng quên, một phàm tu luyện 10 năm, tương đương với một ngày bên ngoài, nói cách khác, trong thời gian một ngày hắn liền trở thành võ giả tiên thiên đỉnh phong còn thành người tu chân luyện khí nhập thể đồng tu hai hệ càng không cần phải nói tới sự cường đại có thể nói là thu hoạch rất nhiều được rồi xem ra ta phải thay đổi quan niệm một chút một phàm hít sâu một hơi âm thầm cười khổ tiền là vật ngoài thân nếu có thể sử dụng để tăng thực lực tại sao lại không dùng người khác muốn cũng không có cơ hội này đâu một trăm vạn chỉ có thể tăng tới tiểu thành thôi vẫn nên từ từ một phàm lắc đầu một trăm vạn trên người vẫn nên giữ làm phí sinh hoạt miễn cho không có tiền ăn cơm chết đói tuy rằng hiện tại tới cảnh giới tiên thiên luyện khí nhập thể có thể hấp thu năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ không khí nhưng vẫn phải ăn gì đó còn không thể thật sự không ăn không uống mà duy trì năng lượng tiêu hao khổng lồ từ thân thể đi tắm rửa đã một phàm nhìn nhìn cơ thể bốc mùi xoay người vào biệt thự đi rửa ráy một chút tắm rửa một cái cảm giác cả người sảng khoái mới vừa tắm xong tóc cũng chưa khô liền nghe thấy tiếng di động vang lên chúng ta đều là tiểu quái thú tiểu quái thú biết tu luyện một phàm cầm lấy di động trên bàn dãy số gọi tới làm hắn kinh ngạc là nàng dãy số này đúng là liệp yêu giả mà hắn quen biết trước đó mộng ly lúc này gọi điện thoại tới là có chuyện gì nha Tuy rằng kinh ngạc, nhưng một phàm vẫn bật điện thoại. Này, Mộng Ly. Một phàm thử một câu. Đầu kia truyền đến tiếng Mộng Ly, tìm ngươi có việc, có thời gian sao, ra gặp một chuyến, ở khu thứ 8, tụ tiên lâu. Đô 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 mới vừa nói xong, bên kia liền tắt điện thoại, tiếng đô đô truyền đến, là một phàm đơ ra, mình chưa kịp nói chuyện liền cúp rồi. Một phàm câm nín nhìn số điện thoại, cười khổ, nữ nhân này thật đúng là như vậy, Chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại chứ, một hai phải đi ra ngoài. Hả? Từ từ, tụ tiên lâu. Tụ tiên lâu, hai mắt một phàm sáng ngời, bỗng nhiên hứng thú. Tụ tiên lâu a, à, nơi này chính là khách sạn cao cấp nhất khu thứ 8, bên trong có thịt yêu thú, dị thú, các loại sơn hào hải vị. Không quan tâm, đi ăn một bữa rồi tính. Một phàm chảy nước giải, lập tức xoay người lên lầu, thay quần áo, vội vội vàng vàng ra cửa. Khu thứ 8, Tụ Tiên Lâu. Tòa nhà cao 18 tầng xa hoa, chính là nơi ăn uống sang trọng bậc nhất khu thứ 8, người tới nơi này đều là các võ giả, người tu chân cường đại. Đương nhiên, nếu ngươi có tiền cũng có thể đi vào, nhưng phần lớn đều là cường giả tu luyện thành công, cho nên đặt tên là Tụ Tiên Lâu. Tụ Tiên Lâu, trước cửa lớn xa hoa, có các loại siêu xe. Đương nhiên, ở không trung Tụ Tiên Lâu cũng có chỗ đậu xe, xếp từng chiếc xe bay cực kỳ bắt mắt. Một phàm vừa tới cửa tụ tiên lâu, lúc từ rất xa đã thấy một người mặc áo đen đứng ở nơi đó, đúng là ác ma nữ. Nàng đã ở chỗ này đợi một hồi lâu. Đi theo ta. Thấy một phàm đi tới, nàng nhẹ nhàng vẫy tay, xoay người đi vào tụ tiên lâu. Một phàm nhìn thấy lập tức chạy chậm tới, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, sống đến bây giờ, thân là người thừa kế một gia nhưng hắn chưa bao giờ tới loại địa phương này nói ra cũng cảm thấy thất bại a à, từ nhỏ đến lớn nghe tên tụ tiên lâu vô cùng hướng tới lại chưa đi vào lần nào thật sự thất bại a à, hoan nghênh quý khách vừa tới tới cửa liền thấy hai bên có một loạt tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vẻ mặt tươi cười chào đón bộ dáng nhu nhược động lòng người cách đó không xa còn có mười mấy tên bảo an thân hình cao lớn mỗi người tản ra một hơi thở bưu hãn liếc mắt một cái liền nhìn ra là võ giả tu vi không thấp tụ tiên lâu rất có địa vị nghe nói mỗi một khu quy hoạch đều có chi nhánh của tụ tiên lâu còn tổng bộ tụ tiên lâu nghe nói đặt ở khu thứ nhất nhìn mộng ly không trên một tiếng dẫn đường phía trước trong lòng một phàm nhịn không được nói thầm mộng ly ngươi cả ngày mang theo bộ trang phục này không chán a à, một phàm có chút buồn bực vì sao mỗi ngày đều mặc một bộ áo đen bọc kín mít hoàn toàn không thấy mặt mũi thậm chí một phàm hoài nghi có phải nàng rất xấu hay không mới không dám dùng gương mặt thật gặp người khác a à, bước chân mộng ly dừng một chút hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn hắn không nói chuyện tiếp tục đi vào tụ tiên lâu hai người một trước một sau đi vào nơi xa hoa này mới vừa vào trong một phàm cảm giác xuyên qua một tầng vách ngăn mỏng manh trong lòng chấn động lập tức nhận ra đây là trận pháp quả nhiên tụ tiên lâu không đơn giản khách nhân tôn quý phòng vip ngài đặt ở lầu ba xin đi theo ta phía trước có một phục vụ trẻ tuổi xinh đẹp mỉm cười nói sau đó mang mộng ly cùng một phàm tiến vào một vòng sáng một phàm kinh ngạc nhìn những vòng sáng này hiển nhiên là truyền tống trận trong lòng hết chỗ nói rồi một cái tửu lầu thế mà khắc họa truyền tống trận một tầng nối tiếp một tầng giống như thang máy nhưng chỉ nhanh hơn thanh máy mà thôi bá chỉ thấy vòng sáng chợt lóe ba người một phàm xuyên qua tầng tầng quần sáng chớp mắt đi tới lầu ba thật xa xỉ một phàm nói thầm một cái tửu lầu mỗi một tầng đều có truyền tống trận quá xa xỉ xây dựng thứ này cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy không phải có tiền liền có thể còn phải mời đại sư trận pháp và có đủ tài liệu mới có thể kiến tạo thành công mời bên này người phục vụ dẫn đường ba người đi tới một băng ghế bốn phía có trận pháp dao động ngăn cách tất cả âm thanh trong ngoài không thể không nói nơi này xây dựng quá tốt mời hai vị ngồi sau đó sẽ có rượu và điểm tâm ngọt miễn phí sau khi đưa tới băng ghế người phục vụ dẫn đường lễ phép nói nàng cười giải thích khách nhân tôn quý ngài gọi thức ăn mời mở màn hình nhão chỉ cần chọn thức ăn liền sẽ được đưa tới thông qua trận pháp nếu có yêu cầu khác mời rung chung người phục vụ nói xong liền lui đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại một phàm cùng mộng ly hai người ngồi ở chỗ kia chẳng ai nói chuyện không khí có vẻ hơi xấu hổ một phàm gãi gãi đầu hỏi mộng ly ngươi kêu ta tới rốt cuộc có chuyện gì mộng ly ở đối diện hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói trước tiên ngươi ăn chút gì đó đi cứ tùy ý hôm nay ta mời ăn xong rồi lại nói ta đi ra ngoài một chút nói xong mộng ly không đợi một phàm đáp lại trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng lúc này một phàm hết chỗ nói rồi ngươi kêu ta tới sau đó liền đi rồi để ta làm sao dám gọi đồ ăn một phàm có chút dở khóc dở cười, tuy rằng nàng nói mời khách, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên ổn. Nhưng một phàm không nghĩ nhiều, mở màn hình ảo trên bàn, bên trên lập tức hiện lên từng hàng thực đơn để người ta lựa chọn. Xem một chút, hai mắt một phàm khắc tỏa ánh sáng, nhìn một loạt đồ ăn, nước miếng cũng muốn chảy rồi. Mặc kệ, trước chọn vài món rồi tính. Xoa xoa nước miếng, một phàm trực tiếp chọn một phần ma văn trư, 80 cân, Thấy giá cả 300 vạn, làm trái tim hắn nhảy dựng. Trời ơi, một món ăn 300 vạn. Chanh sâm hưng thịnh huyết, một con hưng thịnh điểu, 8 cân, một gốc huyết nhân sâm 30 năm, giá cả 250 vạn. Một phàm nuốt nuốt nước miếng, quả nhiên không phải người bình thường có thể tiêu phí, quá hố người. Nhưng Mộng Ly mời, không ăn thì uổng nha. Hắn chọn hai món này trước, sau đó xem mấy thứ khác. Mầm thanh ngọc linh 50 vạn. Một phà méo miệng, một chút rau xanh thế mà 50 vạn, nhưng nghĩ đến mầm thanh ngọc linh là một loại giá đậu giàu năng lượng, vậy thì rất bình thường. Trước tiên chọn 3 món đi, vẫn nên kiềm chế chút. Vốn dĩ muốn tiếp tục chọn, nhưng suy nghĩ chút thấy vẫn nên kiềm chế, làm người không thể quá phận, càng không thể quá tham. Nếu Mộng Ly không tới, vậy liền không xong a ông, vừa mới chọn xong, liền thấy mặt sáng lên, toàn bộ cái bà như có trận pháp nào đó từng sọc dài sáng lên. Một phàm xem mà kinh ngạc, không đợi hắn tò mò, liền thấy trên mặt bàn có một quần sáng, vốn dĩ là bàn trống lại xuất hiện ba đồ vật. Một con ma văn trư 80 cân, toàn thân vàng kim, còn bốc hơi nóng hổi, mùi thơm sọc vào mũi, xem mà nước miếng chảy ròng A một bên còn có một nồi lẩu, bên trong bọc nước sôi lục bục, nước canh sóng sánh tản ra một mùi hương độc đáo. Còn có một đĩa mầm thanh ngọc linh, từng cọng ống ánh trong suốt, tựa như điêu khắc từ ngọc, khiến người nhìn muốn ăn thật nhiều. A, à, nhanh như vậy sao? Một phàm ngỡ ngơ, cũng quá nhanh đi, mới vừa chọn món, không đến 10 giây liền có đồ ăn, thật là quá nhanh. Hắn cười khổ, thầm nghĩ, xem ra về sau ta phải học trận pháp. Nghĩ xong, một phàm nhìn ba món ăn trên bàn, nuốt nuốt nước miếng. Thịt trông thật tốt, nếm thử hương vị trước. Một phàm chà chà tay, cầm lấy một con dao nhỏ sắc bén trên mâm bắt đầu cắt thịt con ma văn trư kia. Con ma văn trư 80 cân này là yêu thú, có hai răng nanh thon dài, đương nhiên, răng nanh đã sớm bị cắt mất. Dù sao nó cũng là tài liệu luyện khí, không có khả năng đưa lên mâm. Một phàm cũng không thèm để ý, dao chỉ vào đùi, trực tiếp xẻ rồi cắn một cái. Nuốt một miếng, miệng đầy dầu mỡ. Da giòn giòn ngon miệng, thơm, ai da, yêu thú này thật thơm một phàm nuốt một miếng hai mắt liền tỏa ánh sáng, căn bản không thể cưỡng lại, một miếng thịt yêu, một vài cọng mầm thanh ngọc linh lau đi dầu mỡ. Giống như quỷ chết đói, giáo cuốn mây tan ăn hết một con ma văn trư 80 cân, thật sự là ăn sạch sẽ. Lộc cộc, canh này uống ngon thật. Một phàm uống từng ngụm từng ngụm nước canh, hưng thịnh điểu trong canh cả xương cốt đều bị gặm trắng tinh, nhân sâm cũng không dư thừa một chút. A a a, thật thoải mái một phàm ăn sạch sẽ, sờ sờ bụng, vừa mới ăn xong một con ma văn trư 80 cân. Trong bụng lại chỉ là cảm giác vừa mới no mà thôi, cả người ấm áp, có từng luồng năng lượng đang khuếch tán khắp người, bổ sung năng lượng thân thể tiêu hao. Không hổ là thịt yêu thú, ăn xong cảm giác không tầm thường. Trăng rắc, lúc này, Mộng Ly vừa lúc mở cửa tiến vào, nhìn bàn đầy xương cốt ngẩn người, nhưng không nói gì. Ngươi đã trở lại, ngại quá, ta vừa mới ăn trước. Một phàm có chút xấu hổ cười cười, trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc vừa ăn mấy trăm vạn, nàng có thể không nhận hay không, ăn no sao, mộng ly ngồi xuống, mở miệng hỏi. À, no rồi. Một phàm có chút xấu hổ gật gật đầu. Chỉ nghe mộng ly mở miệng nói, nếu ăn no, vậy nói chính sự. Chính sự, một phàm nghe xong nghiêm túc, ngồi thẳng, lẳng lặng nhìn mộng ly, vị ác ma nữ này có chuyện gì tìm tới hắn đây chỉ thấy mộng ly lấy một vật nhỏ lông xù xù từ bên trong áo đen ra nhìn thấy nó một phàm ngây ngẩn đây là vật gì một phàm kinh ngạc nhìn vật nhỏ trên tay mộng ly đây là một con vật còn sống lớn bằng bàn tay toàn thân trắng tinh như tuyết có bộ lông xù xù tựa như một quả cầu hai con mắt chớp chớp miệng phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc rất đáng yêu khiến người ta vừa thấy liền yêu thích vẻ mặt một phàm ngốc ra, nhìn vật nhỏ kia, lại nhìn nhìn mộng ly. Ngươi mời tới ta là, một phàm có chút không xác định hỏi. Chỉ nghe mộng ly chậm rãi nói, đây là sủng vật mà ta nuôi dưỡng, sắp tới bởi vì phải ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, không có thời gian chăm sóc, càng không thể mang nó theo. Nói đến đây, mộng ly dừng một chút. Một phàm nghe xong đã hiểu, nàng nói có nhiệm vụ quan trọng, có phải nhiệm vụ săn giết cấp S kia hay không, nghĩ như vậy liền thông suốt nhưng còn có một thắc mắc vật nhỏ này là con gì nhìn tiểu gia hỏa lông xù xù kia một phàm hỏi nó là con gì là yêu thú sao vì sao ta không cảm ứng được một chút yêu khí nào xem như vậy đi mộng ly trả lời qua loa nàng nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm ta không thể mang nó đi cùng hơn nữa không có người chăm sóc nó thì rất dễ có vấn đề cho nên hôm nay mời ngươi tới đây chính là muốn nhờ ngươi giúp một chút giúp ta chăm sóc nó mấy ngày. Mộng Ly rốt cuộc nói ra nguyên nhân gọi một phàm tới đây. Thế mà chỉ là vì chuyện này, hỗ trợ nuôi một sủng vật nhỏ, một phàm câm nín nhìn nàng, cười khổ nói, ta nói này mỹ nữ, ngươi gọi ta ra tới chỉ vì chuyện giúp ngươi nuôi vật nhỏ này sao, ngươi gọi người khác không được sao, hoặc là ngươi gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng nha, nơi đó có chuyên viên chuyên môn chăn nuôi sủng vật, càng tốt hơn ta. Một phàm nói đến chỗ này trong lòng thắc mắc, có chút khó hiểu nhưng mộng ly lắc đầu nói người khác ta không tin tưởng được ngươi liền nói giúp hay không giúp này một phàm chần chờ giải thích nói ngày mai ta liền phải đi thanh bắc cao giáo mang theo nó không tiện huống hồ chờ ngươi trở lại ta đã ở thanh bắc cao giáo như thế nào đưa cho ngươi chuyện này ngươi không cần lo lắng khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đi tìm ngươi mộng ly bình tĩnh nói lúc này một phàm không còn lời gì để nói trong lòng cười khổ nuôi một sủng vật nhỏ cũng không phải không được nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó này ta khảo một phàm suy nghĩ vẫn quyết định từ chối một trăm vạn còn chưa dứt lời đã bị mộng ly cắt ngang nàng giơ một ngón tay nói ra một con số một trăm vạn một phàm trừng to hai mắt ngây ngốc nhìn mộng ly trong lòng càng thêm kinh ngạc khó hiểu không phải chỉ là nuôi một vật nhỏ một trăm vạn dùng hết sao không đủ hả cho ngươi hai trăm vạn chăm sóc mấy ngày Mộng Ly nhíu mày, lại mở miệng lần nữa. Lúc này một phàm càng kinh ngạc nói, thật ra không phải vấn đề có tiền hay không, chủ yếu là ta thật sự không có thời gian. Lại thấy Mộng Ly giơ năm ngón tay, dứt khoát lưu loát nói, 500 vạn, ngươi giúp hay không? Mộng Ly nói ngắn gọn tương đối hào sản, thật sự là giàu quá mức. Một phàm nghe xong trực tiếp buộc miệng thốt ra, được, ta giúp ngươi, yên tâm, nhất định giúp ngươi nuôi trắng trẻo mập mạp, không phải một sủng vật nhỏ sao, 500 vạn, làm, cùng lắm thì hầu hạ vật nhỏ này thật tốt là được. Đúng rồi, nó ăn cái gì? Một phàm lập tức nhớ tới. Mộng Ly vuốt vuốt vật nhỏ lông xù xù, nói, nó ăn nhân sâm, mỗi ngày cho nó một cây nhân sâm 30 năm là đủ rồi. Nhân sâm. Một phàm trừng to mắt, nhìn vật nhỏ kia. Nhìn qua thì lông xù xù, tựa như một quả cầu không nghĩ tới thế mà ăn nhân sâm, nói đùa đi, lại còn có mỗi ngày ăn một cây nhân sâm 30 năm, có lầm không, nhân sâm 30 năm một cây ít nhất 10 vạn A, à, một ngày một cây, 10 ngày chính là 100 vạn. Nghĩ như vậy, một phàm cảm thấy chính mình bị lỗ A, à, yên tâm, ta đã chuẩn bị tốt nhân sâm cho một tháng, mỗi ngày cho nó một cây là được. Mộng ly như biết hắn nghĩ cái gì, lấy ra một cái rương nhỏ đưa đến trước mặt một phàm, vừa mở ra, thấy bên trong xếp ngăn nắp 30 cây nhân sâm. Mỗi một cây nhân sâm đều to cỡ ngón cái, tản ra từng luồng linh khí nhẹ nhẹ, đều là nhân sâm 30 năm, quả nhiên xa xỉ A dùng nhân sâm nuôi sủng vật, một phàm câm nín nhìn mộng ly, nữ nhân này thật sự phú bà A, đây là 500 vạn, ta chuyển cho ngươi, tất kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải chăm sóc nó thật tốt, cho đến ta trở về mới thôi, sau đó lại cho ngươi 500 vạn tạ ơn. Mộng ly vừa nói, vừa chuyển cho một phàm 500 vạn. Đinh, thẻ vàng ngân hàng tu chân nhận 500 vạn nguyên. Di động truyền đến tiếng nhắc nhở, trong lòng một phàm chấn động, thật sự nhận được, nữ nhân này thật giàu có a, à, được rồi. Một phàm gãi gãi đầu, cảm giác mơ màng hồ đồ, có chút dở khóc dở cười. Chuyện hôm nay thật sự là làm người ta không thể hiểu nổi, Mộng Ly nhờ hắn giúp nuôi một sủng vật nhỏ, thù lao 500 vạn, sau khi xong chuyện còn có 500 vạn tiền này cũng quá dễ kiếm đi, tốt, vậy liền giao nó cho ngươi, phải cẩn thận che chở, nếu xảy ra chút vấn đề, ta sẽ tính sổ với ngươi. Mộng Ly nói xong rồi đưa vật nhỏ lông xù xù cho một phàm. Cầm một cục lông xù xù, hai mắt một phàm trừng lớn, nhìn sinh vật nhỏ như quả cầu xù xù trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa này rất nhẹ, cảm giác chính là một quả cầu bông. Chăm sóc nó thật tốt, ta đi trước. Mộng Ly nói xong, nhìn một phàm liếc mắt một cái sau xoay người rời đi một phàm nhìn nhìn nàng lại nhìn cầu lông đang ngáy ngủ trong lòng bàn tay có chút dở khóc dở cười nhưng vẫn là không thể không đứng dậy rời đi người ta đã đi rồi mình cũng không thể ăn vạ ở nơi này có thể ăn một bữa tiệc lớn đã không tồi ba món ăn sáu trăm vạn nhưng sáu trăm vạn này là mộng ly trả hắn không đau lòng chút nào chỉ là âm thầm đáng tiếc không chọn thêm hai ba món nữa ăn thử một phàm vừa đi vừa cảm thụ được sự ấp áp dễ chịu trong cơ thể, có một loại năng lượng đang không ngừng tản ra khắp người, bổ sung năng lượng cho thân thể. Loại cảm giác này như có thể kéo dài lên tục một đoạn thời gian mà không cần ăn thêm gì. Ăn yêu thú cùng linh tài, quả nhiên không giống bình thường. Vật nhỏ này, rốt cuộc là thứ gì, cảm giác rất quý giá. Một phàm vừa đi vừa xem, không nghĩ tới mộng ly vừa rời tụ tiên lâu liền biến mất không thấy tâm hơi. Hắn đi ra từ tụ tiên lâu, nhìn nhìn bốn phía, không thấy mộng ly, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, xoay người trở về nhà. Ác ma nữ này cổ quái, tự dưng nhờ ta nuôi giúp một con sủng vật. Trên đường trở về, một phàm suy tư, thường hay nhìn vật nhỏ như quả cầu trong lòng bàn tay. Hắn rất tò mò, đây là con gì, bởi vì hắn chưa thấy bao giờ, trông như là một con thỏ trắng quá mập mạp. Hai lỗ tai tròn tròn, tròn toàn bộ thân thể như một quả cầu. Ăn nhân sâm, chẳng lẽ là yêu thú quý hiếm hay là yêu thú biến dị, một phàm không ngừng nói thầm, suy đoán, đáng tiếc không đoán ra lai lịch của nó. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, nuôi 10 ngày nửa tháng, chính mình cũng kiếm không ít. Nghĩ như vậy, một phàm đắc ý, có thêm 500 vạn, tất nhiên rất vui vẻ. Lúc này, ở bên kia, công viên nào đó trong khu thứ 8. Mộng ly thân mặc áo đen đi tới công viên, đứng ở một đình nhỏ, lặng lặng chờ đợi gì đó. Vèo đột nhiên một luồng sáng chợt lóe qua chớp mắt dừng trên ngọn cây đại thụ phía trước người tới thế mà là một nam tử hơi thở cường đại khóa chặt mộng ly yêu nữ ngươi trốn không thoát nam tử chậm rãi mở miệng giọng vang vọng ẩn chứa một cổ sát ý kinh người cửu cung tuyệt sát vây vừa dứt lời liền thấy bốn phía quanh đình nhỏ hiện lên ánh sáng hóa thành một đồ án bao phủ mộng ly hình thành khốn trận kiếm tới trong khoảnh khắc nam tử quát lạnh một tiếng lấy tay trảo liền thấy ánh sáng hội tụ hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén tản ra ánh sáng luyện khí cường đại luyện khí ngưng hình hắn thế mà là cường giả kim đan kỳ vì sao các ngươi phải ép buộc ta trong cửu cung trận áo đen của mộng ly bay phần phật cả người tản ra một hơi thở cường đại một màn sương đỏ đen bao phủ làm nàng trở nên quỷ dị yêu nghiệt ai cũng có thể giết chết nam tử hừ lạnh một tiếng cầm trường kiếm trong tay đạp không mà đến, cường giả kim đan, cao thủ luyện khí ngưng hình khiến người người kính sợ. Ngươi chạy ra sát hại con người, thúc thủ chịu trói đi. Khi tên nam tử kia khi nói một câu hơi thở liền cường đại một phần, lúc tới gần, toàn thân phát ra một vần sáng vàng. Bảo kiếm hình thành từ luyện khí trong tay còn tóe lên ánh lửa, bên trên có từng vòng phù chú. Tam phạn kiếm chú, vừa dứt lời, nam tử vung trường kiếm, bổ một kiếm về phía mộng ly trong cửu cung trận, trong nháy mắt, ánh lửa bốc lên tận trời, chiếu sáng đỏ bừng cả một vùng tâm tối. Quanh, ánh lửa vẫy ra, trong trận, áo đen trên người Mộng Ly cháy thành tro tàn, để lộ gương mặt của nàng. Mộng Ly chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài bay bay, giữa mày có một ấn ký quỷ dị phát ra ánh sáng đỏ đen, yêu khí sông tận trời. Là các ngươi ép ta. Ánh mắt Mộng Ly lạnh nhạt, đôi tay chuyển động, yêu khí trong cơ thể hội tụ, hóa thành một chùm sáng kinh người, năng lượng khủng bố dọa người. Yêu nghiệt, còn muốn hại người. Nam tử giận tím mặt. Hắn một bước nhảy lên không, tay giơ cao trường kiếm, từng vòng phù văn lập lòe, ánh lửa hội tụ, hóa thành một lùng lửa lớn bốc cháy hừng hực. Liệt diễm chú, dết, chỉ nghe một tiếng hét lớn, lửa cháy phừng phừng cuốn xuống, hóa thành một con rồng lửa từ trên trời giáng xuống, quanh tiếp vào người mộng ly. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều màu hồng, trong bóng đêm, ánh lửa chiếu tận trời cao một thanh bảo kiếm từ trên trời chém xuống, cuốn theo ngọn lửa vô tận phá vỡ yêu khí thật mạnh, mũi nhọn đâm vào, xuyên qua thân thể Mộng Ly. Phục một tiếng, Mộng Ly bị trường kiếm đâm thủng, cả người bắt đầu bốc cháy. Bạo, Mộng Ly kêu to, yêu khí sôi trào, cơ thể bỗng nhiên nổ mạnh, tựa như một quả bom nổ tung. Đất rung núi chuyển, toàn bộ đình nhỏ hóa thành bột mịn, trong phạm vi 50 mét bị đốt cháy không còn một mảnh, tàn lửa rơi rụng bốn phía. Hả? đang trên đường trở về một phàm bỗng nhiên dừng lại xoay người nhìn thấy được ánh lửa mãnh liệt kia cảm nhận được một vụ nổ mạnh trong lòng kinh ngạc dao động thật mạnh có người đang đại chiến một phàm cũng không chắc chắn cẩn thận cảm ứng nhận thấy được có một luồng yêu khí dao động rất cường liệt còn có một hơi thở cường đại khác là hơi thở của người tu chân hẳn là một vị cường giả trong lòng hắn suy tư có người tu chân đang trừ yêu có nên đi xem hay không không đợi hắn suy nghĩ xong động tĩnh bên kia dần dần tắt ánh lửa chậm rãi biến mất hơi thở cũng biến mất theo hẳn là đánh xong rồi thôi vẫn là nên trở về ngủ một phàm suy nghĩ không đi xoay người tiếp tục trở về biệt thự bên kia nơi diễn ra đại chiến sau một hồi ánh sáng tan đi còn lại đổ nát trước mắt trung tâm vụ nổ không có ai mộng ly biến mất chỉ để lại một ít mảnh nhỏ rải rác còn có chút máu tản ra yêu khí khụ khụ, tốt cho một yêu nghiệt, thế mà ngọc nát đá tan, đáng tiếc, có cửu cung trận, ngươi chú định sẽ thất bại. Trong bụi mù, một bóng dáng chật vật đi ra, đúng là tên nam tử kim đan kỳ kia. Hắn cầm trường kiếm, nhìn qua có chút chật vật, khóe miệng tràn ra chút máu, vừa rồi mộng ly tự bạo đã làm hắn bị thương. Nhưng chỉ là tổn thương nhẹ, sẽ khôi phục nhanh thôi. Nam tử tiến lên kiểm tra, nhìn mảnh nhỏ đầy đất, hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng cũng giết được yêu nghiệt này, đáng tiếc không thể bắt sống trở về. Hắn tiếc hận lắc đầu, rút kiếm bay lên không nhảy, chớp mắt biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại nơi này bị tàn phá. Bốn phía còn bốc khói, có ngọn lửa dần dần tắt, đại biểu cho nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Trận chiến này có động tĩnh rất lớn, kinh động không ít người, thậm chí nhanh có chấp pháp giả tới, kiểm tra hiện trường một hồi. Đáng tiếc không thu hoạch được gì chỉ có thể phỏng đoán nơi này vừa mới phát sinh đại chiến có người ở chỗ này đại chiến một đại yêu quái, việc này họ cũng không giải quyết được gì. Trên đường trở về, trong lòng một phàm đang suy nghĩ về giao động vừa rồi, có người tu chân luyện khí ngưng hình đại chiến yêu vật. hắn không hề chú ý tới vật nhỏ trên bàn tay đang mở một đôi mắt hồng như bảo thạch, lặng yên nhìn về phương hướng trận chiến. đột nhiên, một sợi ánh sáng màu đỏ sậm bay tới, nhẹ nhẹ chui vào trong cơ thể quả cầu bông này, làm hai mắt trở nên linh động hơn. Hả? Phát hiện có điều khác thường, một phàm ngừng lại, bỗng nhiên xoay người, hai mắt như điện đảo qua bốn phía. Sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng vừa nhận thấy được một tia khác thường, như có thứ gì đó tới gần, nhưng xem xét lại không có phát hiện bất kỳ thứ gì. Yêu khí. Một phàm nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái. Vừa rồi có gì đó chợt lóe rồi lướt qua, vốn dĩ hắn đang suy nghĩ nên không chú ý, xem xét lại không phát hiện gì cả. Kỳ quái chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi một phàm lầm bầm lầu bầu nói thầm hắn nhíu mày cứ cảm thấy vừa rồi không phải ảo giác lấy tu vi hiện tại của hắn không có khả năng xuất hiện ảo giác nhất định là có thử gì đó đến gần rồi một phàm nhìn nhìn vật nhỏ trong tay nó đang nhắm hai mắt ngáy ngủ cẩn thận xem xét một hồi cũng không phát hiện khác thường trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái lại nhìn nhìn bốn phía lần nữa đáng tiếc mặc kệ kiểm tra như thế nào đều không có gì. Không nghĩ ra một phàm lắc đầu, xoay người đi vào biệt thự, cầu bông trên tay hắn hé mở hai mắt, lộ ra từng tia sáng hồng nhẹ nhẹ. Hai mắt lấp lóe, sau đó nhắm lại ngủ tiếp. Một phàm không phát hiện sự khác thường, nhìn vật nhỏ còn đang ngủ, lắc đầu đặt nó ở đầu giường, đi tắm rửa. Bá, khi một phàm đang tắm rửa, vật nhỏ trên đầu giường đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, hai con mắt hồng phát ra tia sáng kỳ lạ. Nó nhìn nhìn một phàm đang tắm rửa trong trong phòng vệ sinh, mắt nhắm lại, lặng y ngủ tiếp. Sau một hồi cọ rửa, một phàm đi vào phòng khách, mở rương nhỏ ra, nhìn 30 cây nhân sâm bên trong. Hắn cầm lấy một cây nhân sâm, nhẹ nhàng hít, cảm giác có một luồng mùi hương, trong lòng đều nhịn không được nói thầm, ác ma nữ thật giàu có, dùng nhân sâm 30 năm nuôi sủng vật. Cầm một cây nhân sâm, một phàm đi tới mép giường, nhìn quả cầu bông đang ngủ khò khò, nhịn không được lắc đầu. Thôi, Ngày mai lại cho ăn Một phàm lắc đầu Bỏ nhân xâm lại Khóa kỹ rương Cất vào phòng Lúc này mới duỗi người Ngáp một cái Nói Có chút mệt nhọc Ngủ một giấc Vạn sự ngày mai lại nói Nói xong nằm xuống Không bao lâu liền rơi vào mộng đẹp Trên đầu giường Vật nhỏ đột nhiên mở mắt Bình tĩnh nhìn chầm chầm một phàm một hồi Rồi mới nhắm hai mắt Một phàm đang ngủ say Nhưng tối nay Có vài người chắc chắn không ngủ được đêm khuya một gia gia chủ một hùng đang nghe quản gia báo cáo gì đó lão gia sáng nay một hiên thiếu gia đã thành công thông qua khảo hạch chiêu sinh ban đầu của thanh bắc cao giáo quản gia nhẹ giọng báo cáo tin tức này ừ đã biết một hùng hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết chỉ thấy quản gia chần chờ nói lão gia còn có một tin tức tin tức có chút khiến ta kinh ngạc nga một hùng vừa nghe lộ ra vẻ kinh ngạc nói nói đi tin tức gì làm ngươi mang vẻ mặt này sắc mặt quản gia cổ quái nhìn hắn chậm rãi nói ta thu được tin tức một phàm thiếu gia thông qua khảo hạch chiêu sinh của thanh bắc cao giáo hơn nữa quản gia còn chưa dứt lời một hùng cả kinh đứng dậy khỏi ghế ngươi vừa mới nói cái gì hai mắt một hùng sáng quắc nhìn trầm trầm quản gia giống như nghe được tin tức mình khó có thể nghĩ tới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha